Sa-pa-ga-va-to A-ra-to Sa-ma-sa-bu-da Sa-na-mu-ta-sa-pa-ga-va-to A-ra-to Sa-ma-sa-bu-da Sa-na-mu-ta-sa-pa-ga-va-to Arahato Sama Sambuddhasa. Nam mô Phật, thưa cả lớp, trong nửa học kỳ qua thì chúng ta đã tìm hiểu 9 tập kinh đầu trong 16 tập của tiểu bộ kinh. 9 tập kinh đó là tiểu tụng Khuddaka Pada, thứ hai là kinh Pháp Cú Dhammapada, thứ ba Phật Tự Thuyết Udana, thứ tư Như Thị Thuyết Iti Uttaka, thứ năm kinh tập Sutta Nipata, thứ sáu là Thiên Cung Sự Vimana Vatthu, thứ bảy Ngạ Quỷ Sự Beta Vatthu, thứ tám là Trưởng Lão Tăng Kệ Theragatha, thứ chín là Trưởng Lão Ni Kệ Therigatha. Thì trong mấy buổi học đầu của nửa học kỳ 3 thì chúng ta đã tìm hiểu được 9 tập kinh trong 16 tập của tiểu bộ kinh. Hôm nay thì chúng ta sẽ học vào tập kinh thứ 10. Nhưng mà trước khi vào tập kinh thứ 10, vừa rồi lớp có nghỉ để ôn thi đó, thì trước khi vào học tập kinh thứ 10, chúng ta cùng ôn lại 9 cái tập kinh đầu, ôn một cách rất là vắn tắt 9 tập kinh đầu, rồi sau đó chúng ta sẽ vào học cái tập kinh thứ 10 là chuyện tiền thân hay là bổn sanh. Thứ nhất là tiểu tụng, tiếng Pali là Khuddaka Pada. Thì như đã trình bày trong những buổi học đầu tiên đó, Khuddaka có nghĩa là nhỏ, là tiểu, là ngắn. Pada là đọc tụng, nên Khuddaka Pada là những bài kinh ngắn dùng để trì tụng hay là đọc tụng. Nói ngắn gọn là tiểu tụng, Khuddaka là tiểu, Pada là tụng, nên Khuddaka Pada là tiểu tụng. Tập tiểu tụng này có tất cả 9 phần. 4 phần đầu là trình bày những cái kiến thức Phật học căn bản như là tam quy, 10 giới sa di, 32 thể trược của thân thể, một số câu hỏi đáp Đức Phật hỏi sa di Upaka. 5 phần sau là 5 bài kinh thường được trì tụng hằng ngày tại các cái nước Phật giáo Nam truyền như là kinh Điềm Lành Mangala Sutta, kinh Châu Báu Ratana Sutta, kinh Ngoài Bức Tường Tirukkuda Sutta, kinh Bảo Tàng Nidikanda Sutta và kinh Từ Bi Metta Sutta. Thì trong cái phần tiểu tụng, khi mà nói về tiểu tụng đó thì chúng ta nhớ, có thể là không có nhớ được chi tiết từng phần, nhưng mà khi nói đến tiểu tụng thì chúng ta nhớ là tiểu tụng trình bày 9 phần. 4 phần đầu là nói về những cái điều luật, những cái giáo lý cơ bản, và 5 phần sau là 5 cái bài kinh thường được trì tụng tại các nước Phật giáo Nam truyền. Thì trong những cái bài kinh này, kinh Từ Bi là bài kinh chúng ta cũng quen thuộc, kinh Điềm Lành trình bày 38 nguyên tắc để mà đưa đến cái đời sống an lạc hạnh phúc, và hạnh phúc đây gọi là chân hạnh phúc chứ không phải là những cái hạnh phúc giả tạm ở thế gian. Kinh Châu Báu nói về ngoại lực của Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Kinh Ngoài Bức Tường nói về những cái chúng sanh trong cái kiếp sống hiện tại không biết tạo phước, sau khi chết đọa vào những cái khổ cảnh, rồi họ về họ sống ở hàng rào, ở mái hiên, ở những bụi cây ở gần cái nhà của họ đó, để họ mong những người thân của họ tạo cái phước báo hồi hướng đến cho họ. Kinh Bảo Tàng thì Đức Phật nhấn mạnh đến cái việc tạo phước, cái tài sản, cái gia tài
mình để dành không phải là vàng bạc châu báu, mà chính là những cái phước báu mà mình tạo được. Thì trong kinh Tiểu Tụng trình bày những cái vấn đề như vậy. Thứ hai là kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú là bộ kinh rất là quen thuộc, không chỉ ở nước Việt Nam mà hầu như các cái nước theo truyền thống của Phật giáo, dù là Nam truyền hay là Bắc truyền. Tên Pali Dhammapada, Dhamma là pháp, là lời Phật dạy, Pada là câu cú hay là đoạn văn. Nên ngài Hòa thượng Cố Hòa thượng Viện trưởng ngài dịch rất là sát nghĩa, Dhammapada ngài dịch là pháp cú. Kinh Pháp Cú có tất cả là 423 kệ ngôn, được hệ thống lại trong 26 phẩm. Mỗi một phẩm thì gồm có các cái kệ ngôn theo các cái nhóm chủ đề, với nội dung và ý nghĩa gần tương tự như nhau. Phẩm thứ nhất là phẩm song yếu, thứ hai là phẩm phóng dật, thứ ba là phóng tâm, vân vân, cho đến phẩm 26 là phẩm Bà La Môn. Nên khi nói về kinh Pháp Cú thì chúng ta nhớ là kinh Pháp Cú có tất cả 423 kệ ngôn được hệ thống trong 26 phẩm theo từng nhóm chủ đề. Có tất cả là 26 nhóm chủ đề chứa đựng 423 câu kệ. Thứ ba là kinh Phật Tự Thuyết, tiếng Pali là Udana. Kinh Phật Tự Thuyết cũng còn gọi là cảm hứng ngữ. Cảm hứng ngữ, từ Udana đây có nghĩa là ứng khẩu, là nêu bật, là nói lên, hay là Phật tự thuyết, cảm hứng vô vấn tự thuyết. Là những cái bài kinh này á, là do Đức Phật có cái cảm xúc mạnh, rồi ngài nói lên, ngài kể ra, chứ không có ai thỉnh cầu Đức Phật. Đa phần các bài kinh đều có cái phần duyên khởi, tức là do một cái vị tăng, vị ni hay một người cư sĩ nào đó, hoặc là chư thiên thỉnh cầu Đức Phật nói cái ý nghĩa, cái ý pháp đó, thì Đức Phật trình bày. Như kinh Mangala Sutta là kinh 38 điềm lành hay là kinh hạnh phúc, thì có một cái vị chư thiên đến bạch hỏi Đức Phật thế nào là hạnh phúc cao thượng nhất, thì Đức Phật mới trình bày 38 nguyên tắc. Nhưng mà kinh Phật Tự Thuyết Udana này thì không có ai thỉnh cầu mà Đức Phật tự nói. Vì vậy tên kinh được dịch là kinh Phật Tự Thuyết, hay là cảm hứng ngữ, hay là vô vấn tự thuyết. Thì nội dung tập kinh này bao gồm các cái kệ ngôn và các cái giai thoại được hệ thống trong 8 phẩm. Phẩm tiếng Pali là Vagga. Mỗi phẩm gồm có 10 bài kinh. Vì vậy toàn tập kinh Phật Tự Thuyết là có tất cả là 80 bài kinh. 80 bài kinh này nói về những cái vấn đề gì? Lớp muốn ôn lại thì chúng ta trở lại cái tài liệu của cái phần tập kinh thứ ba này. Ở đây chúng ta chỉ ôn một cách rất là vắn tắt. Thứ tư là kinh Phật Thuyết Như Vậy, tiếng Pali là Itivuttaka. Lớp lưu ý thứ ba, kinh Phật Tự Thuyết, tiếng Pali là Udana. Thứ tư là kinh Phật Thuyết Như Vậy, tiếng Pali là Itivuttaka. Itivuttaka, Iti là như vậy, Vuttaka là quá khứ phân từ của động từ Varati. Lớp học đến học kỳ 3, những vị nào học về cổ ngữ Pali đó thì biết các cái động từ trong tiếng Pali nó cũng có hiện tại, cũng có quá khứ, cũng có tương lai, rồi có hiện tại phân từ, có quá khứ phân từ, nó tương tự như trong tiếng Anh vậy. Thì cái Vutta đây là quá khứ phân từ của động từ Vudati. Vudati có nghĩa là nói, quá khứ phân từ là đã nói. Ka là vị ngữ, là cái từ đứng cuối, không có nghĩa. Nên Iti Vuttaka là đã nói, đã thuyết. Ai nói? Đức Phật nói. Đức Phật đã nói như vậy, đã thuyết như vậy. Tập kinh này gồm có hai thể loại là văn xuôi và kệ ngôn. Nội dung chính nêu ra bằng văn xuôi, rồi sau đó thì Đức Phật tóm tắt lại bằng các cái kệ ngôn. Bằng các cái kệ ngôn chia làm bốn nhóm. Nội dung kinh được chia làm 4 nhóm hay là 4 phân mục.
Thì mỗi một nhóm như vậy gồm có các cái tiểu phẩm và có tất cả là 112 bài kinh trong kinh Phật Tự Thuyết. Tập thứ 5 trong tiểu bộ kinh là kinh tập Sutta Nipata. Sutta nghĩa là kinh, Nipata là phần hay là tập. Sutta Nipata nghĩa là kinh tập, mà dịch sát nghĩa Sutta Nipata nghĩa là kinh tập. Nội dung kinh tập gồm có hai phần, phần tường thuật và phần đối thoại. Thì kinh được chia làm 5 chương, gồm có 71 bài kinh. Cũng như là cái tập kinh thứ tư, kinh Phật Thuyết như vậy đó. Cái phần này gồm có văn xuôi và phần kệ ngôn. Vì nội dung chính của kinh tập á, Đức Phật nhằm phá bỏ những cái nghi thức tôn giáo, những cái niềm tin mù quáng về sự tồn tại của một thượng đế ảo tưởng thường hằng. Và qua đó Đức Phật tự khẳng định là mỗi người nếu nỗ lực tu tập đều có khả năng đoạn trừ phiền não, đạt được sự giác ngộ giải thoát, chứ không phải tin vào một cái đấng toàn năng toàn quyền nào. Cái nội dung chính của kinh tập á, ai cũng có thể chứng ngộ niết bàn bằng thực hành pháp hành thiện quán, thấy được tam tướng vô thường, khổ vô ngã, chứng ngộ được tứ thánh đế. Nội dung chính của kinh tập trình bày xóa bỏ những cái niềm tin mù quáng, tin vào một cái thượng đế thường hằng, và qua đó Đức Phật xác định cái khả năng từ ngộ từ chính của mọi người. Tập kinh thứ 6 là Thiên Cung Sự, tiếng Bali là Vimana Vattu. Vimana là cung điện của các vị trời, Vattu là sự việc hay là câu chuyện. Vì vậy Vimana Vattu có nghĩa là Thiên Cung Sự hay các câu chuyện ở cõi trời. Các câu chuyện ở cõi trời, chuyện ở cõi thiên cung. Thiên Cung Sự gồm có 7 chương. Trong đó là 4 chương đầu á, là miêu tả cái lâu đài cung điện của các cái vị tiên nữ. Và 3 chương sau thì kể về các cái lâu đài cung điện của các cái vị tiên nam. Ở cõi trời cũng có tiên nam và tiên nữ. Thì nói về tiên nữ thì có 4 chương, nói về các cái vị tiên nam thì có 3 chương. Tất cả các cái vị này đều đã sống cái đời sống đạo hạnh, rồi giữ gìn ngũ giới, bát quan trai giới, hành theo thập thiện. Tùy theo cái phương tiện khả năng mà mỗi vị hành trì, rồi có được cái quả tương ứng với những cái pháp mà các vị đó đã hành trì. Nhờ giữ giới, nhờ tu bát quan trai, nhờ thực hành thập thiện, nhờ những cái phước lành này nên sau khi thân hoại mạng chung thì các vị ấy được sanh lên cõi trời, có được cái phước báo ở trong những cái tòa cung điện tương ứng với cái nhân mà các vị ấy đã tạo được. Tất cả các câu chuyện này đều do tôn giả Mục Kiền Liên kể lại cho Đức Phật sau khi tôn giả nhập định và nhờ thần lực đi lên cõi trời để gặp các cái vị chư thiên ở cõi trời và hỏi chuyện đó. Thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới trở về ngài bạch lại với Đức Phật. Như những cái buổi học trước á, khi mà học về Thiên Cung Sự thì có nói vào mỗi cái buổi trưa đó, thì ngài Mục Kiền Liên ngài thường dùng thần thông. Mục Kiền Liên là vị đệ tử có thần thông bậc nhất trong hàng tăng chúng đệ tử của Đức Phật. Thì mỗi buổi trưa đó, tỉnh thoảng thì ngài Mục Kiền Liên ngài dùng thần thông để lên các cái cung trời. Và khi lên các cõi trời thì chư thiên đến hầu ngài Mục Kiền Liên. Thì ngài Mục Kiền Liên thấy có những vị chư thiên á, có cái dung sắc rất là thù thắng, có cái sắc da vàng ống, có những vị ở những cái tòa cung điện vàng vàng rồng, có những vị ở những tòa cung điện cũng là cung điện nhưng mà nó nhỏ, có những vị ở những cái tòa cung điện nó cao, có những vị có cái âm thanh nó trầm hùng, tức là đồng sanh lên cõi trời.
Nhưng cái phước của mỗi vị nó không có đồng nhau. Nên Ngài Bồ Kiền Liên Ngài mới hỏi, Ngài mới hỏi các cái vị chư thiên là đã tạo cái nhân lành gì mà được sanh lên cõi trời. Với những cái quả tương ứng như vậy thì các vị chư thiên tường tự kể cho Ngài Bồ Kiền Liên nghe. Rồi Ngài Bồ Kiền Liên Ngài trở về, Ngài tường thuật lại cho Đức Phật. Và trong các cái thời pháp đó, Đức Phật kể lại những cái câu chuyện này. Tập thứ 7 là ngạ quỷ sự. Beta Vattu. Beta nghĩa là quỷ, Vattu là sự việc hay là chuyện. Beta Vattu là ngạ quỷ sự hay là những câu chuyện về cái loài ngạ quỷ. Và như đã nói, ngạ quỷ sự được miêu tả trong cái tập ngạ quỷ sự này á, là có hai dạng. Một á, là cái loài quỷ đói. Loài quỷ đói chúng ta thường nghe nói trong kinh á, là cái cổ nhỏ như cây kim vậy, đói khát, nhưng mà không thể ăn được cái vật thực gì, và cũng không có ai nghĩ tưởng đến họ để mà cúng cho họ, do cái nghiệp của họ nó chiêu cảm. Họ bỏng sẻn, họ không biết cúng dường, không biết bố thí, họ tạm những cái nghiệp bất thiện, nên khi chết họ đọa vào cái loài quỷ, quỷ đói, chịu khổ. Có một dạng là quỷ thần, cũng không có làm được các cái nghiệp bất thiện nhiều, nhưng mà có cái duyên may tạo được một chút thiện duyên nào đó, rồi sau khi chết làm được vị thọ thần, hay là các cái vị thần ở những cái cảnh giới thấp, gọi là quỷ thần, cũng có được một cái chút năng lực, nhưng mà vẫn phải chịu khổ. Vẫn phải chịu khổ. Và các cái loài ngạ quỷ được miêu tả trong cái tập ngạ quỷ sự này thì bao gồm đủ các hạng người. Có thể là người xuất gia, có thể là tại gia cư sĩ, chứ không phải chỉ là người tại gia cư sĩ đâu. Dù là xuất gia hay tại gia, nếu mà tạo những cái nghiệp bất thiện thì sau khi chết nó chiêu cảm lấy cái cảnh giới tương ứng với cái nghiệp mà đã tạo. Và trong tập ngạ quỷ sự này kể rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái chúng sanh lúc sống không biết tạo những cái phước lành, không có biết cúng dường bố thí, không có kính trọng Phật Pháp Tăng, nên khi chết họ đọa vào các cái khổ cảnh. Và khi chết rồi đó, khi mà chịu khổ rồi, họ mới nghĩ tưởng đến cái việc làm phước. Nghĩ tưởng đến cái việc làm phước, lúc đó khả năng họ đâu có tạo phước được. Chúng sanh này còn đi lại, còn nói cười, còn biết làm việc này việc kia, còn có thể tạo phước được. Ngồi thiền cũng là tạo phước cho mình, tụng kinh, niệm Phật cũng là tạo phước cho mình. Mà cái phước này nó đưa đến cái quả thù thắng, cúng dường bố thí, giúp đỡ người cơ nhở cũng là tạo phước. Người ta nói xấu mình, người ta nói những việc trái ý nghịch lòng mà mình kham nhẫn được cũng là tạo phước. Nó có rất là nhiều việc, chứ không phải là mình có tiền của mình bỏ ra, mình cúng dường, mình bố thí mới gọi là tạo phước. Mình tu tập cũng là tạo phước. Những cái chúng sanh này khi còn sanh tiền họ không biết tạo phước, đến khi mà họ chết rồi họ mới biết là chỉ có cái phước, chỉ có cái phước mà trợ duyên mình, đưa mình đến những cái cảnh giới an lành, chứ không phải tiền của, không phải tiền của, không phải nhà cao cửa rộng mà đưa mình đến những cảnh giới an lành. Chỉ có cái phước báo mình tạo được thôi. Lúc họ mong có được cái phước, nhưng bản thân họ đâu có làm phước được, bản thân họ không tạo phước được, nên họ mới nhờ những cái người thân bằng quyến thuộc mà còn sống giúp họ tạo những cái phước lành. Vì vậy tại sao trong các bài kinh Đức Phật thường dạy là sau khi mà người thân mất rồi chúng ta nên cúng dường bố thí, nên tạo các cái phước lành, rồi hồi hướng cái phước đó đến cho những người thân của mình. Nếu có cái sự tương ứng thì người thân họ hưởng được cái phước báo đó, họ sanh về những cái cảnh giới an lành. Chứ không phải mình sắm nhà cao cửa rộng rồi giấy tiền này kia rồi mình đốt, rồi mình cầu nguyện cho cái người thân mình thọ hưởng được. Không phải, không hưởng. Mà chính cái phước báo hồi hướng thì cái người thân mới hưởng được. Bây giờ những cái loài ngạ quỷ này lúc sống không biết tạo những cái phước lành, nên khi chết đọa vào các cái khổ cảnh. Thì qua hai tập Thiên Cung Sự và Ngạ Quỷ Sự đó, Đức Phật nhằm mục đích nói lên cái sự tương quan giữa nghiệp và quả. Thiên Cung Sự
là cái nghiệp thiện đưa đến cái quả an lành. Ngạ quỷ sử là cái nghiệp bất thiện đưa đến cái quả khổ đau. Đức Phật đưa ra cái nhân và cái quả để làm gì? Để khích lệ hàng tại gia cư sĩ cũng như xuất gia nói chung là đệ tử của Đức Phật nỗ lực tu học thực hành theo giáo pháp của Đức Phật để có được đời sống an yên, không chỉ ở hiện tại mà trong những kiếp sống ở tương lai. Thì qua hai cái tập kinh này nó đưa đến cái nhân và cái quả, nó đối nghịch với nhau, đối nghịch nhau. Tập kinh thứ 8 là trưởng lão tăng kệ, tiếng Pali là Theragatha. Theragatha, Thera là trưởng lão, là thượng tọa, Gatha là bài kệ. Theragatha được dịch là trưởng lão tăng kệ. Trưởng lão thượng tọa là chỉ cho chư tăng, là những bài kệ của các vị tăng. Vị tăng này là những vị thánh tăng trải qua cái quá trình tu tập ngộ được giáo pháp. Các ngài mới nói lên những cái bài kệ này, nên những cái bài kệ này được xem như là những bài ca chứng đạo. Sau khi đắc đạo, giết trừ được các cái phiền não, thấy được pháp, thấy được niết bàn tịch tịnh, là các ngài nói lên những cái kệ ngôn này. Thì gồm có tất cả trưởng lão tăng kệ có tất cả là 264 tích truyện với 1279 kệ ngôn, do các vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật thuật lại về cuộc đời của các ngài, về công phu tu tập và sự hành trì của các ngài như thế nào để có thể thành tựu được đạo quả giác ngộ giải thoát. Có 264 câu chuyện thôi, nhưng mà có đến 1279 kệ ngôn. Thì như chúng ta biết là có những tích truyện, tức là có những vị thánh tăng khi các ngài ngộ đạo, các ngài chỉ nói ra được một bài kệ 4 câu. Nhưng có những vị thánh tăng sau khi ngộ đạo, các ngài nói được 2 bài kệ, 3 bài kệ, có vị nói đến 50 bài kệ, có vị nói đến 60 bài kệ. Vì vậy chỉ có 264 tích truyện kể về cuộc đời của 264 vị thánh tăng, nhưng mà có đến 1279 kệ ngôn. Tập thứ 9 là trưởng lão ni kệ, tiếng Pali là Therigatha. Trưởng lão tăng là Theragatha, trưởng lão ni là Therigatha. Therig là trưởng lão, ni là ni sư. Ni trưởng gọi là Maha Therig, Maha thêm từ Maha phía trước Therig. Gatha là bài kệ, Therigatha là trưởng lão ni kệ. Thì trưởng lão ni kệ chỉ gồm có 73 tích truyện thôi. Trưởng lão tăng thì có đến 264 tích truyện, nhưng mà trưởng lão ni thì có 73 tích truyện với 521 kệ ngôn, do các vị thánh ni đệ tử của Đức Phật cảm tác về tiến trình tu tập và thành tựu đạo quả giác ngộ của các vị thánh ni. Thì cả hai tập trưởng lão tăng kệ Theragatha và trưởng lão ni kệ Therigatha được các cái học giả đánh giá là những tác phẩm có giá trị trong các cái tác phẩm văn học của Ấn Độ, vì cái tính cách mang nặng tình nghĩa hòa lẫn với cái thiền vị của các cái vị đệ tử Phật. Vì đây là những cái bài ca chứng đạo mà, nhưng mà xuyên qua cái đời sống tu tập của các ngài, kể lại cái hành trình tu chứng, kể về cái cuộc đời của các vị thánh tăng thánh ni, rồi sau đó cái duyên như thế nào mà các ngài ngộ được pháp và cảm tác thành những cái bài kệ, những cái bài ca chứng đạo, nên được xem là những cái tác phẩm có giá trị trong văn học, trong các cái tác phẩm văn học của Ấn Độ. Vì đó là 9 cái tập kinh đầu trong 16 cái tập kinh của tiểu bộ kinh. Mà lớp chúng ta đã học
trong mấy buổi học vừa qua. Thì trong buổi học hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tập kinh thứ 10 của tiểu bộ, tiếng Pali là Janaka, chúng ta dịch là chuyện tiền thân hay là bổn sanh. Chuyện tiền thân hay là bổn sanh, đây là tiền thân của Đức Phật đó. Jataka hay là bổn sanh là quyển thứ 10 thuộc tiểu bộ kinh. Jataka bao gồm các cái tích truyện liên quan đến những cái kiếp sống trong quá khứ của Đức Phật, đây là Đức Phật Thích Ca đó, những cái kiếp trong vô số kiếp sống mà Ngài đã trải qua trước khi Ngài thành tựu được đạo quả giác ngộ, trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì cái tập truyện này kể lại những cái câu chuyện tiền thân của Ngài, những cái câu chuyện trong những cái kiếp sống quá khứ của Ngài trước khi Ngài thành Phật. Thì theo truyền thống của Phật giáo, Đức Phật có được túc mạng minh, tức là Ngài biết, Ngài thấu suốt được những tiền kiếp của Ngài. Khi cần thiết thì Ngài kể lại để làm gì? Để minh họa, để nhấn mạnh những bài học đạo lý, hoặc để làm sáng tỏ những cái tình huống liên quan đến một cái vấn đề nào đó. Thì trong những trường hợp như vậy đó, Đức Phật kể lại những cái câu chuyện trong tiền kiếp của Ngài để mà làm rõ cái vấn đề Ngài đang nói. Vì vậy mà tập Jataka hay là bổn sanh đó được xem như là bộ kinh truyện, vì nó có rất là nhiều câu chuyện trong đây dùng để kể trong lúc mà thuyết pháp, nói về các cái triết lý về nhân quả, về nghiệp báo, về luân hồi. Theo chánh tạng Pali thì tập Jataka là bổn sanh đó được viết theo cái dạng kệ ngôn. Tuy nhiên thì ngày nay các cái bản dịch Jataka được viết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt đều có cái phần kệ ngôn và cái phần văn xuôi. Thì một số học giả cho rằng phần kệ ngôn chính là cái phần chánh tạng do chính Đức Phật nói, cái phần kệ đó là do chính Đức Phật nói, còn cái phần văn xuôi là do các cái nhà chú giải thêm vào sau này. Ngày nay tiền thân, chuyện tiền thân nó có văn xuôi và nó có kệ ngôn, nhưng mà cái gốc chính của cái tập Jataka này thì lúc đó chỉ có kệ ngôn thôi. Kệ ngôn, và cái phần kệ ngôn là do Đức Phật nói, phần văn xuôi là do các cái nhà chú giải thêm vào sau những cái lần kiếp tập Tam Tạng kinh điển. Trong chú giải của trường Bộ Kinh, cái tập chú giải này có tên là Supmangalavilavini. Chú giải của trường Bộ Kinh có tên là Supmangalavilavini. Thì tập chú giải này do Ngài Buddha Gosa Ngài viết. Rất là nhiều các tác phẩm chú giải bằng tiếng Pali do Ngài Buddha Gosa Ngài viết. Thì trong tập chú giải này đó, Ngài Buddha Gosa Ngài cho biết là tập Jataka hay là bổn sanh á đã được trùng tụng trong lần kiết tập Tam Tạng kinh điển lần thứ nhất. Tức vào khoảng thế kỷ thứ 6 Tây lịch. Và một số nội dung được nói đến trong tập Jataka cũng tìm thấy trong các cái tập Nikaya khác. Nikaya là có 5, là trường bộ này, là trung bộ, là tương ưng, là tăng chi, là tiểu bộ. Thì tập Jataka này thuộc về tiểu bộ. Và theo Ngài Buddha Gosa đó, thì một số nội dung được trình bày trong Jataka cũng được tìm thấy trong các tập Nikaya khác. Ví dụ kinh Kula Đàn Đầu và kinh Đại Thiện Kiến Vương. Hai tập kinh này được nói trong Jataka, nhưng mà hai cái bài kinh này cũng đã được nói trong trường Bộ Kinh, đó là trường Bộ Kinh số 5 và trường Bộ Kinh số 7 theo Ngài Buddha Gosa đó. Chứ không phải những cái câu chuyện này chỉ được nói trong bổn sanh mà thôi. Kinh Cú Lộc, Cú Lạ Đàn Đầu được nói trong trường Bộ Kinh số 5
Kinh Đại Thiện Kiến Vương được nói trong Trường Bộ Kinh số 7. Kinh Gatikara và Kinh Makkhadeva. Cái tập kinh này là Makkhadeva. Makkhadeva cũng đã được nói trong Trung Bộ Kinh, Trung Bộ Majjhima Nikaya. Kinh Gatikara được nói trong Trung Bộ Kinh số 81. Gatikara được nói trong Trung Bộ Kinh số 81. Kinh Makkhadeva được nói trong Trung Bộ Kinh số 83. Rồi tập Digavu và một số các cái câu chuyện khác cũng được tìm thấy trong Luật Tạng. Rồi trong Hạnh Tạng, tức là quyển thứ 15 của Tiểu Bộ Kinh đó, cái tập kinh này chúng ta sẽ được học sau. Quyển thứ 15 của Tiểu Bộ Kinh đó, có 35 chuyện bổn sanh được kể bằng kệ ngôn và được hệ thống sắp xếp theo cái trình tự là 7 pháp trong 10 pháp ba la mật, đó là bố thí này, trì giới, xuất gia, quyết định, chân thật, từ ái và xả. Tức là những câu chuyện được nói trong tiền thân thì cũng được nói trong Trường Bộ này, được nói trong Trung Bộ, được nói trong Luật Tạng và cũng được nói trong Hành Tạng. Hành Tạng là quyển thứ 15 của Tiểu Bộ Kinh đó. Rồi trong Mi Tiên Vấn Đáp cũng có những cái câu chuyện về tiền thân. Thì theo Ngài Bức Trang Vô Xá cho chúng ta thấy những cái câu chuyện được trình bày trong tiền chuyện tiền thân hay là bổn sanh đó, không phải chỉ duy nhất có trong tập bổn sanh mà thôi, mà cũng được trình bày rải rác trong tập kinh này hoặc tập kinh khác. Chúng ta sang cái phần đầu tiên, đó là giải thích tên kinh. Tên của tập kinh này là Jataka, là một danh từ ghép được gồm có hai phần, đó là Jata cộng với Ka. Jata là quá khứ phân từ của động từ Jayati. Jayati là sanh ra. Ở đây là quá khứ phân từ nên có nghĩa là đã được sanh ra hay là đã xuất hiện. Đã được sanh ra hay là đã xuất hiện. Các là tiếp vĩ ngữ, tức là cái từ đứng ở cuối từ và cái từ này không có nghĩa. Như lúc nãy chúng ta phân tích cái tập kinh Iti Vuttaka đó, kinh Phật thuyết như vậy đó. Tiếp vị ngữ ca đứng cuối từ cũng không có nghĩa. Jataka nghĩa là sanh ra hay là liên quan đến cái việc đã được sanh ra. Đây là tên của bài kinh này. Theo từ điển Bali Anh đó, của họ Bali Tết, thì Jataka nếu là danh từ trung tánh vị ngữ A đó thì nó có nghĩa là bổn sanh. Nếu là danh từ nam tánh vị ngữ A thì nó có nghĩa là người con trai. Thì trong bài học này Jataka được dùng với cái nghĩa là danh từ trung tánh, dịch là bổn sanh hay là chuyện tiền thân. Danh từ trong tiếng Bali nó chia thành ba tánh, danh từ nam tánh, nữ tánh, trung tánh. Các vị học về cổ ngữ Bali đó thì biết nam tánh, trung tánh và nữ tánh. Rồi mỗi một tánh như vậy nó lại có cái vị ngữ khác nhau. Danh từ nam tánh có vị ngữ a ngắn, tức là cái từ cuối cùng là a ngắn này, từ cuối cùng là a dài. Rồi có từ cuối cùng là y ngắn,
y dài, rồi u ngắn, u dài, vân vân, nam tánh, rồi trung tánh, rồi nữ tánh. Thì ở đây nó có hai, có thể là nam tánh hoặc trung tánh, nhưng mà do cái nghĩa nó khác nên ở đây được dịch nghĩa là bổn sanh hay là chuyện tiền thân. Thì từ Chataka đây có nghĩa là danh từ trung tánh tiền nữ an, danh từ trung tánh tiền nữ an. Phần thứ hai là bố cục. Thì theo chánh tạng Pali, chuyện tiền thân hay là bổn sanh Chataka có tất cả là 547 câu chuyện. Nhưng mà theo cái bản dịch tiếng Anh á, thì Chataka có đến 550 câu chuyện, tức là hơn 3 câu chuyện. Bản tiếng Việt thì chỉ có 547, nhưng mà bản tiếng Anh thì có đến 550. Ở đây chúng ta chọn cái số chung là 547. Thì khi nói về cái sự chênh lệch về cái số các cái câu chuyện này đó, thì một học giả tên là Oscar, thì ông cho rằng á, ba câu chuyện được thêm vào là ba câu chuyện cuối. Ở đây chúng ta chỉ có 547 câu chuyện và bản tiếng Anh có đến 550. Thì thêm ba câu chuyện là chuyện 548, chuyện 549, chuyện 550. Ở đây chúng ta lấy cái số thống nhất là 547. À, 547. Thì như đã nói đó, tập bổn sanh có 547 câu chuyện chia thành 22 chương. Và mỗi một chương đó được sắp xếp theo cái số kệ ngôn có trong cái tích truyện đó. Ví dụ như chương 1 gồm có 150 câu chuyện, thì trong 150 câu chuyện này á, mỗi câu chuyện chỉ có một bài kệ thôi. Nhưng mà sang chương 2 á, thì có đến 100 câu chuyện, và mỗi câu chuyện trong cái chương này á, có đến 2 bài kệ. Nên chương 1 là nhóm 1 kệ ngôn, chương 2 là nhóm 2 kệ ngôn, chương 3 là nhóm 3 kệ ngôn có 50 câu chuyện, chương 4 là nhóm 4 kệ ngôn có 50 câu chuyện, chương 5 là nhóm 5 kệ ngôn có 25 câu chuyện, vân vân, cho đến nhóm lớn, tức là gồm 10 câu chuyện với nhiều kệ ngôn. Nhiều kệ ngôn có đến 313 kệ ngôn, chứ không phải chương 22 là có 22 kệ ngôn. Chương 1 có 1 kệ ngôn, chương 2 có 2 kệ ngôn, mà chương 22 có đến trên 300 kệ ngôn. Mỗi một tích truyện có trên 300 kệ ngôn. Thì đây là cái phần bố cục của tập bổn sanh, gồm có 547 câu chuyện chia thành 22 chương. Các cái chương được sắp xếp theo cái số kệ ngôn có trong các cái tích truyện. Ví dụ tích truyện chỉ có một kệ ngôn thì nó thuộc vào chương 1, nhóm 1 kệ ngôn. Tích truyện có 2 kệ ngôn thì nó thuộc vào chương 2. Tích truyện có 3 kệ ngôn thì nó thuộc vào chương 3, cho đến chương 22 thì có 10 câu chuyện, mà mỗi câu chuyện có trên 300 kệ ngôn. Phần thứ 3 là nội dung. Các cái tập kinh khác khi mà chúng ta học á, thì chúng ta trình bày cái nội dung chính được nói đến trong cái tập kinh đó. Nhưng mà trong cái tập bổn sanh này á, thường á, nội dung của mỗi câu chuyện nó gồm có 3 phần chính. Nó có đến 547 tích truyện, mỗi tích truyện kể về một cái tiền kiếp khác nhau của Đức Phật. Nhưng 547 cái tích truyện này á, đều xoay quanh 3 phần chính. 3 phần chính đó là gì? Chuyện hiện tại, tức là kể cái câu chuyện xảy ra vào cái thời Đức Phật còn tại thế, gọi là chuyện hiện tại. Thứ hai là chuyện quá khứ. Câu chuyện quá khứ này có liên hệ đến những nhân vật trong cái chuyện hiện tại. Trong các cái câu chuyện quá khứ luôn luôn có cái sự hiện diện của Bồ Tát, mà Bồ Tát đây chính là tiền thân của Đức Phật. Trong các câu chuyện quá khứ đó, luôn luôn có Bồ Tát, mà Bồ Tát là tiền thân của Phật đó.
ngài hoặc là giữ cái vai trò này hoặc là giữ cái vai trò khác. Và cái thứ ba là kết hợp và nhận diện tiền thân. Thì Đức Phật kết hợp hai câu chuyện, một câu chuyện ở hiện tại và một câu chuyện ở quá khứ, có khi thêm vào một vài cái bài thuyết pháp. Rồi sau đó Đức Phật chỉ rõ này, cái người trong quá khứ là ai ở trong hiện tại. Ví dụ trong quá khứ là Bồ Tát, nhưng mà hiện tại chính là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên qua hai câu chuyện, một là chuyện ở quá khứ, hai là câu chuyện ở hiện tại, Đức Phật nhận diện tiền thân, chỉ ra cái tiền kiếp của mỗi người trong các cái câu chuyện đó, chỉ ra cái sự liên hệ giữa những cái nhân vật trong các cái câu chuyện đó. Nên chuyện tiền thân có tất cả là 547 tích truyện. Thì khi nói về cái nội dung chính, chúng ta không thể nào mà trình bày nội dung của từng tích truyện, mà chúng ta nói cái chung nhất đó là gì? Là mỗi một cái tích truyện đó đều được trình bày theo ba cái phần, trình tự theo ba phần. Thứ nhất là cái chuyện tiền thân, là chuyện hiện tại. Thứ hai là chuyện quá khứ có liên quan đến hiện tại. Và thứ ba, kết hợp và nhận diện các cái nhân vật trong quá khứ, hiện tại họ là ai, họ làm gì. Lấy một ví dụ. Ví dụ như chuyện hiện tại Đức Phật kể, lúc đó ở tại thành Vương Xá có một cái người Bà La Môn. Cái người Bà La Môn này rất là mê tín, không tin vào Tam Bảo, nhưng mà rất là giàu có, cuộc tài sản của cải rất là nhiều. Một ngày nọ đó thì ông ta mới đi đến ở Ấn Độ, nó có những cái hồ, cái ao để mà tập trung mà tắm chung đó, để tắm ở đó. Thì một hôm đó ông ta mới đi ra những cái chỗ đó ông ta tắm, thì cái người hầu mới mang áo theo cho ông ta. Và khi tắm xong á thì chuẩn bị thay đồ, thì cái người hầu mới báo là cái bộ đồ của ông ta bị chuột cắn rồi. Thì khi nghe như vậy á, ông mới suy nghĩ, nếu mà áo chăn mà bị chuột cắn á thì trong nhà sẽ có nạn lớn, đó là một cái điểm xấu, giống như là cái điểm báo trước vậy á. Và cái áo, cái chăn mà bị chuột cắn đó không thể cho con trai, cũng không thể cho con gái, cũng không thể cho người ăn kẻ ở trong nhà. Vì sao? Vì đó là một cái điểm xấu. Nếu mình cho đứa con trai thì tức là mình đem cái điểm xấu đến cho con, cho con gái cũng là đem cái điểm xấu đến cho con, cho người ăn kẻ ở cũng là đem cái điểm xấu đến cho người ăn kẻ ở trong nhà. Nên cái áo mà bị chuột cắn nó chỉ có nước đem bỏ thôi, không có nên cho ai hết. Vì vậy khi nghe cái người hầu báo là cái áo nó bị chuột cắn rồi, ông cái người Bà La Môn này mới suy nghĩ như vậy, đây là một cái điểm xấu mà không có nên đem cái áo này cho ai hết trơn á. Thì ông mới nghĩ mình nên đem bỏ cái áo này ở trong nghĩa địa. Ở Ấn Độ nó có những cái bãi tha ma đó, người ta đem bỏ cái xác ở đó đó. Thì ông mới nghĩ là nên đem cái áo này bỏ ở cái nghĩa địa. Và ông nghĩ nếu mà bây giờ mà kêu những cái người hầu, bảo những cái người hầu mà nó đem đi đó, thì lại sợ nó tiếc. Vì đồ của chủ là đồ đẹp mà chỉ có bị chuột cắn một chút xíu thôi, mà nếu gọi cái người hầu nó đem đi bỏ thì ông sợ là những người hầu nó tiếc rồi nó lại lấy lại nó mặc. Thì ông mới sai cái cậu con trai ruột của mình đem đi. Con trai đem đi thì sáng hôm đó đó thì Đức Phật á, ngài dùng cái Phật nhãn, ngài quan sát để mà xem coi cái ngài đó ai có duyên để mà được Đức Phật quá độ. Thì Đức Phật thấy là cha con của người Bà La Môn này có cái duyên được Đức Phật độ trong ngày hôm đó, và có thể chứng được cái quả dự lưu. Mà chúng ta biết cái quả dự lưu tức là nhập vào trong cái dòng thánh rồi. Trong tứ thánh đạo, tứ thánh quả đó, thì quả dự lưu là cái quả đầu tiên. Nhưng mà nếu nhập vào cái quả đầu tiên, tức là chuyển từ phàm sang thánh, mà khi đã sang thánh rồi thì không thể trở ngược lại phàm nữa. Thì vị đó
nhiều lắm là 7 kiếp tái sanh, nhưng mà không đọa vào các cái khổ cảnh, nhiều lắm là 7 lần tái sanh thì chắc chắn sẽ thành tựu được thánh đạo thánh quả A-la-hán. Mà hai cái cha con người này Đức Phật biết là cái ngày đó có duyên và có thể đắc được cái quả dự lưu. Và có lần kể cho lớp nghe cái chuyện mà cái cửa sông đó, khi nước mà trong sông nó đổ ra biển cả thì cái chỗ mà giao nhau giữa nước sông và nước biển, nước biển, nước sông nó hòa nhập vào nước biển và nó có cùng một vị với nước biển. Thì từ một cái phàm phu mà trở thành một bậc thánh thì nó có cái giai đoạn, một cái sát na, gọi là sát na chuyển tánh, chuyển từ cái tánh phàm nhân sang cái tánh của Phật, của cái thánh tánh. Thì Đức Phật biết hai cha con người này có cái duyên đắc được cái quả dự lưu đó, dù là sơ quả, nhưng là lúc đó là bỏ cái tánh phàm nhân rồi, chắc chắn sẽ thành tựu được đạo quả A-la-hán, nhiều lắm là 7 kiếp tái sanh là thành tựu. Và Đức Phật cũng biết được cái câu chuyện của Bà La Môn này. Ngài biết là cái người này là một cái người mê tín, rồi bị cái áo bị chuột cắn, rồi sai đứa con trai đem đến cái nghĩa địa để mà bỏ. Nên hôm đó sáng đó Đức Phật đến cái nghĩa địa, Đức Phật ngồi, Đức Phật chờ sẵn đó. Thì khi thấy cậu con trai của người Bà La Môn đem cái áo đến, Đức Phật mới lên tiếng hỏi. Thì cậu thanh niên mới kể rõ sự việc là cái áo của người cha như vậy đó, rồi người cha dạy cậu mang cái áo đến đây bỏ. Khi đó Đức Phật mới lượm cái áo trước mặt cái cậu thanh niên. Thì cái cậu thanh niên này đã được cha căn dặn rõ ràng, cái áo mà bị chuột cắn là không được mặc, tự thân mình không được mặc, cũng không được cho con trai, không được cho con gái, không được cho người ăn kẻ ở trong nhà, phải đem đi bỏ thôi. Mà cậu ta bỏ cái áo ngay nghĩa địa rồi mà Đức Phật còn nhặt cái áo lên mà nhặt trước mặt cậu ta, cậu ta ngăn cản thế nào cũng không được, mới đi về thưa với cha. Thì khi nghe cái sự việc như vậy thì cái người Bà La Môn này dù là theo Bà La Môn giáo nhưng mà cũng có một chút duyên với Đức Phật. Ông ta cũng tốt bụng, khi nghe nói như vậy thì ông ta vội vã đi đến gặp Đức Phật, sợ Đức Phật gặp nạn đó. Thì ông ta mới vội vã đến gặp Đức Phật. Lúc đó Đức Phật đang ở tại tỉnh xá Trúc Lâm, thành Vương Xá đó. Vì ông ta mới bạch Đức Phật hãy bỏ cái áo, cái áo của ông, cái áo bị chuột cắn đi. Ông ta cũng dường cho Đức Phật những cái y áo khác. Thì lúc đó Đức Phật mới nói với người Bà La Môn này: "Này Bà La Môn, chúng tôi là những cái người xuất gia. Đối với chúng tôi á, các cái mảnh vải bị vứt tại cái chỗ như là nghĩa địa này, giữa đường này, đồng trống này, đống rác này, vân vân. Nếu mà những mảnh vải đó vẫn dùng, còn dùng được thì cái người xuất gia vẫn có thể lượm về rồi mai, rồi vá, rồi nhuộm lại, rồi làm cái y, cái áo để mặc." Ông kiếp này ông mê tín dị đoan, mà không phải kiếp này đâu, trong quá khứ ông cũng đã từng mê tín dị đoan như vậy đó. Rồi theo yêu cầu của người Bà La Môn, Đức Phật mới kể lại câu chuyện quá khứ. Nên chúng ta thấy là câu chuyện hiện tại là thời Đức Phật còn tại thế đó, hai cái người Bà La Môn đi bỏ cái áo như vậy. Rồi Đức Phật mới nói không phải kiếp này ông mê tín như vậy. Rồi theo cái lời thỉnh cầu của người Bà La Môn, Đức Phật mới kể câu chuyện quá khứ. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật xác nhận cái người xuất gia là những cái mảnh vải bỏ ở những cái đống rác, bỏ ở những cái bãi tha ma. Nếu còn dùng được, người xuất gia vẫn có thể dùng. Nhớ lúc đó chắc khoảng năm 98, 99, lúc đó là những nhà mà người ta có đám tang á, cái khăn tang của người ta may bằng cái vải tám, không phải cái vải tang, không phải may như cái vải bây giờ. Bây giờ là nhà hoàng á, họ may sẵn, là cái nhà ai có hữu sự gì á là họ làm sẵn á, họ đem đến họ bán sẵn vậy chứ. Chứ ngày xưa á, mà ở nhà có đám á, là người ta phải đi ra chợ, người ta mua cái vải tám á, rồi về người ta cắt, người ta may,
Nên ngày xưa mà mỗi nhà có đám tang là buổi tối đó, cái lúc mà chưa chưa có liệm cái người mất đó, là có những người phụ nữ là họ ngồi họ mai vá ở trước cái sân nhà của cái nhà có đám đó, mai khăn tang, mai áo dài đồ cho người nam, người con trai con gái trong nhà đó. Rồi ở ở chùa lúc đó ở tịnh xá đó, là Phật tử mà có đám tang đó, rồi sư bà cũng xin. Ví dụ như có gia đình 49 ngày người ta xả tang, có gia đình thì một năm họ xả tang. Nhưng mà sư bà xin, xin khi nào mà xả tang thì đem mấy cái đồ tang đó vào trong tịnh xá. Rồi khi người ta xả tang, người ta đem vào trong tịnh xá đó, mình giặt lại. Ví dụ như những cái khăn đội đầu đó thì mình cắt ra, mình may lại những cái đồ dùng gì mình có thể dùng được. Mà toàn là đồ tang, có nhiều khi mình may lại cái đồ mình mặc đó, mình may lại đồ mình mặc, rồi mình mua màu nâu hay màu vàng về mình nhuộm. Ngày xưa mặc đồ cứ nhuộm mà, nhuộm như vậy đó, ở nhà mình nhuộm, mình làm may thủ công mình nhuộm mà. Nên mình mặc một vài tháng cái nó bay màu đi, cái bắt đầu cái nấu nước khác nhuộm lại. Ngày xưa cũng có mặc đồ bằng vải tang. Cái năm 98-99 nó vẫn còn mặc đồ bằng vải tang, là vẫn còn hơn cái thời Đức Phật. Đức Phật dạy là vải này bỏ đông rác này, bỏ ở nghĩa địa. Lúc đó mà mình xin cái vải tang, người ta vẫn còn hơn cái thời Phật. Vì cái vải tang người ta biết là đem vào chùa cho đó, nên trước khi người ta đem, người ta cũng giặt sạch sẽ lắm. Mà cái vải ngày xưa nó là cái vải tám, nó dày, nó dày, mình dùng được. Còn cái vải tang bây giờ người ta may bằng cái vải gì đó, nó mỏng như là cái miếng ni lông vậy, mình không có dùng được. Vì khi mà cái người Bà La Môn đến bạch Đức Phật như vậy đó, sợ cái người này cũng tốt bụng, sợ Đức Phật mặc cái áo đó vào rồi Đức Phật lại gặp cái điềm xui nữa, nên ông nói là Đức Phật bỏ đi, ông cúng cho Đức Phật những cái vải khác. Rồi Phật mới nói không phải kiếp này ông mê tín dị đoan đâu, mà nhiều kiếp ông đã mê tín dị đoan rồi. Rồi cái người này bạch Đức Phật kể lại, thì Đức Phật mới kể ngày xưa đó, cũng ở tại thành Vương Xá, lúc đó Đức Phật còn là một vị Bồ Tát thôi, chưa có thành tựu Phật quả, sanh ra trong một cái gia đình Bà La Môn. Thì đến tuổi trưởng thành, ngày xuất gia làm ẩn sĩ. Những người thuộc giai cấp Bà La Môn đó, thì họ xuất gia làm ẩn sĩ. Thì lúc đó ngài đến cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn để mà tu tập. Thì cái ngày nọ Bồ Tát rời núi Hy Mã Lạp Sơn để đến khu công viên, tức là ngài hạ sơn, ngài xuống núi, ngài đến ở trong cái công viên của nhà vua đó. Ngài ở công viên của nhà vua. Thì ngày hôm sau ngài đi khất thực, thì nhà vua thấy Bồ Tát như vậy mới thỉnh Bồ Tát vào cung điện để mà cúng dường, và mời Bồ Tát ở lại trú ngụ ở lại công viên của nhà vua. Thì lúc bấy giờ trong thành Vương Xá có một cái người Bà La Môn làm cái nghề là đón tướng vải mặt, làm cái nghề lúc đó có một cái người Bà La Môn ở trong thành đó, cái nghề sinh sống của họ là cái nghề đó, xem tướng, mà xem cái tướng vải người ta mặc á. Có những người làm những cái nghề mình thấy lạ. Ngày nay có những người á, họ nói mình buổi sáng sớm khi mặt trời chưa mọc, mình đi ra mình hái bất kỳ một cái chiếc lá nào, một cái lá nào trên cái cây ở trong cái vườn mình á, mình đem đến cho họ xem. Họ nhìn cái chiếc lá đó, họ biết quá khứ tương lai của mình. Ở đây á, là cái nghề, cái người này á, là họ đoán cái tướng vải mặt. Thì lúc đó cái người này họ thấy cái áo ở trong cái rương bị chuột cắn, thì ông ta cũng sợ đây là cái điềm không may, rồi mới sai đứa con trai đến mới vứt bỏ trong nghĩa địa. Thì lúc đó thì cũng như là câu chuyện hiện tại, và Bồ Tát biết được, rồi Bồ Tát mới ngồi ở chờ ở nghĩa địa. Rồi khi cái cậu con trai đem vứt cái áo thì Bồ Tát mới nhặt lấy, rồi cậu con trai cũng đi về thưa với cha như vậy, thưa với cha như vậy. Vì sợ cái vị ẩn sĩ này bị nạn nên cái người cha mới đến gặp Bồ Tát và thưa với Bồ Tát hãy bỏ cái chiếc áo đó đi. Thì Bồ Tát lúc đó cũng nói như là hiện tại, là cái người tu thì mặc những cái vải được lượm ở những cái đống rác, ở những cái bãi tha ma như vậy đó. Thì khi mà nói như vậy thì Bồ Tát cũng giảng cho cái vị Bà La Môn này biết, để cái vị Bà La Môn này từ bỏ những cái quan niệm sai lầm.
Và sau đó người Bà La Môn này quy y với Bồ Tát, quy y với Bồ Tát. Thì qua cái câu chuyện, qua cái câu chuyện quá khứ và cái câu chuyện tương lai, thì cái ý thứ ba là Đức Phật kết hợp và nhận diện tiền thân. Câu chuyện hiện tại là Đức Phật lúc đó đang ở tại thành Vương Xá, rồi một cái người Bà La Môn bị chuột, cái áo bị chuột cắn rồi đem bỏ. Câu chuyện quá khứ thì lúc đó Ngài còn là Bồ Tát, còn là Bồ Tát trên cái quá trình tu tập. Rồi cái người Bà La Môn lúc đó cũng là một cái Bà La Môn sinh sống tại thành Vương Xá, rồi gia đình cũng bị áo bị chuột cắn, nó tương tự như vậy. Rồi người Bà La Môn cũng tin cái điềm đó là cái điềm chẳng lành. Rồi qua hai cái câu chuyện đó, Đức Phật mới kết hợp và nhận diện. Đức Phật kết hợp và nhận diện. Bồ Tát trong câu chuyện đó đó chính là Đức Phật. Bồ Tát trong câu chuyện chính là Đức Phật. Và cái người Bà La Môn trong kiếp quá khứ chính là người Bà La Môn ở kiếp hiện tại. Nên hầu hết các cái câu chuyện trong tập bổn sanh hay là chuyện tiền thân đều có ba cái ý chính này. Thứ nhất là Đức Phật nói về một cái câu chuyện ở hiện tại lúc Đức Phật còn đang sanh tiền đó. Thứ hai là Đức Phật nói về cái câu chuyện ở quá khứ, mà chuyện quá khứ và hiện tại nó có cái sự liên hệ với nhau. Những cái nhân vật trong hai cái câu chuyện này nó có sự liên hệ với nhau. Và sau khi kể cái chuyện quá khứ, kể cái chuyện hiện tại, Đức Phật mới kết hợp hai cái câu chuyện lại. Và Đức Phật xác định từng nhân vật trong mỗi câu chuyện là ai, chỉ rõ cái sự liên hệ giữa các cái nhân vật trong mỗi cái tích truyện. Thì cái phần nội dung chính của tập bổn sanh đó được trình bày như vậy. Ở đây điều chúng ta cần lưu ý là danh từ Bồ Tát trong các cái câu chuyện bổn sanh á là chỉ cho tiền thân của Đức Phật. 547 cái tích truyện trong tập bổn sanh từ Bồ Tát là chỉ cho Đức Phật, chỉ cho Đức Phật trong những kiếp sống quá khứ. Khi á thì Ngài làm chư thiên này, khi á thì Ngài làm vua, làm đại thần, làm hoàng tử, làm triệu phú, làm địa chủ, làm Bà La Môn, làm bậc hiền trí, là bậc sư trưởng, ẩn sĩ, thọ thần. Có khi Ngài cũng tái sanh vào các cái kiếp thú như là chó này, là ngựa, là bò, là voi, là cá, là nai, là khỉ, vân vân. Tuy nhiên dù làm thú nhưng là chúa tể của các loài thú. Nếu sanh trong loài nai thì Ngài làm chúa của cái đàn nai. Sanh trong loài khỉ, Ngài làm chúa của đàn khỉ. Nhưng mà trong vô lượng kiếp tái sanh đó, chứ không phải Đức Phật lúc nào cũng sanh ra trong cung vàng địa ngọc đâu. Có khi Ngài làm thú, có khi Ngài làm ẩn sĩ, khi làm địa chủ, khi làm vua, làm hoàng tử, làm chư thiên. Ngài đã trải qua vô lượng kiếp sống, vô lượng kiếp hành trì, vô lượng kiếp tu tập, cho đến cuối cùng mới thành tựu được Phật quả. Thì trong những cái kiếp sống quá khứ đó đó, Bồ Tát tái sanh trong những cái gia đình khác nhau, trong những cái chủng loại khác nhau, khi làm chư thiên, khi làm người, khi làm thú. Và Ngài cũng đã từng làm các cái nghề nghiệp khác nhau. Khi thì Ngài làm trưởng đoàn lữ hành, khi thì làm trưởng đoàn thương buôn, khi thì làm nhà nông cày ruộng, khi thì làm người đánh trống, thổi tù và thầy thú, thợ hớt tóc, vân vân. Trong vô lượng kiếp sống, Đức Phật đã làm rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Rồi qua các nghề nghiệp Ngài đã làm trong quá khứ cho chúng ta thấy, khi chưa thành tựu Phật quả, Ngài cũng thuộc về những cái đẳng cấp thấp, về những cái đẳng cấp thấp, những đẳng cấp tầm thường. Thậm chí là trong cái kiếp làm chim này,
làm thú, làm nai, làm chó, để trở thành một con người hoàn hảo, để trở thành một đấng giác ngộ, một đấng chánh đẳng, chánh giác đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp, Bồ Tát đã phải nỗ lực, đã phải kiên trì thực hành những cái hạnh nguyện cao thượng, cụ thể là 10 pháp ba la mật, chứ không phải tự nhiên mà trải qua vô lượng kiếp mà Ngài thành tựu được Phật quả. Vô lượng kiếp Ngài đã tái sanh trong những cái hạ người khác nhau, khi làm trời, làm người, khi làm thú, khi làm những cái nghề nghiệp khác nhau. Nhưng mà vô lượng kiếp đó đó, Ngài phải buông bồi, Ngài phải tu tập. Buông bồi tu tập điều gì? 10 pháp ba la mật này: bố thí, trì giới, xuất ly, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, chân thật, kiên định, tâm từ và tâm xả. Vô lượng kiếp Ngài phải tu tập như vậy, Ngài mới thành tựu được Phật quả, mới trở thành bậc chánh đẳng, chánh giác. Nên khi phân tích các cái câu chuyện hiện tại á, trong cái tập Bổn Sanh á, chúng ta nhận thấy những cái đề tài được đề cập liên hệ đến Đức Phật, đến những vị trưởng lão kế cận bên Đức Phật, đến các vị tỳ kheo, rồi một số Phật tử thân cận, rồi ngoài ra đề cập đến những cái đề tài, những cái chủ đề thông thường, đến những cái việc cúng dường, đến những việc cầu nguyện, vân vân. Tức là qua các cái câu chuyện trong chuyện tiền thân, nó liên hệ rất là nhiều các cái chủ đề. Nhưng mà cái chính thì mỗi một cái tích truyện nó được chia làm 3 phần: chuyện hiện tại, chuyện quá khứ, rồi kết hợp giữa hiện tại và quá khứ để Đức Phật xác định cái tiền thân của mỗi người. Cái nhân vật trong chuyện quá khứ là ai trong cái câu chuyện hiện tại? Chúng ta học được gì từ các cái tích truyện tiền thân? Vì cái thời gian có hạn, chúng ta không có thể nào mà tìm hiểu từng cái câu chuyện một. Có đến 547 câu chuyện, chúng ta không thể tìm hiểu từng tích truyện một. Nhưng mà cái chung nhất á, khi qua các cái câu chuyện tiền thân á, qua tập Chataka đó, chúng ta thấy được đây là những cái câu chuyện đời thường của muôn loại chúng sanh, chứ không phải chỉ có thời Phật, với đủ mọi cái quan hệ trần tục. Tuy nhiên tất cả đều trong cái vòng nhân quả nghiệp báo. Gieo cái gì thì gặt hái cái đó. Làm thiện thì được cái quả an vui, hạnh phúc. Làm ác phải chịu cái quả khổ đau. Đây là cái chung nhất, là cái bài học đạo đức được rút ra từ các cái câu chuyện tiền thân. Là những cái câu chuyện đời thường của muôn loại chúng sanh, chứ không phải là những cái câu chuyện của 2600 năm trước, ngày nay chúng ta không gặp, không phải như vậy. 2600 năm trước những cái sự kiện nó xảy ra, cho đến ngày nay chúng ta cũng gặp, cũng thấy, cũng trải qua. Nên nó là những cái câu chuyện đời thường của muôn loại chúng sanh, với đủ mọi cái quan hệ trần tục. Tuy nhiên không vượt khỏi cái vòng nhân quả nghiệp báo. Làm thiện thì được quả an vui, làm ác phải chịu quả khổ đau. Và hầu hết đều tập trung nhấn mạnh vào 10 cái pháp ba la mật. Qua những cái câu chuyện tiền thân này cho chúng ta thấy Đức Phật đã phun bồi, đã tu tập các cái pháp ba la mật như thế nào, Ngài đã bố thí như thế nào. Không phải bố thí bình thường như mình có một chút tiền của đem ra bố thí, không phải như vậy. Mà Ngài bố thí cả thân phận của mình, bố thí mắt, tai, mũi của mình, bố thí cả người thân, cả vợ, cả con của nhà mình. Thì cái bố thí như vậy mới gọi là bố thí ba la mật. Bố thí mà không có mong cầu, mình bố thí, mình cúng dường, mình mong có được của cải giàu sang, bố thí như vậy không phải là bố thí ba la mật. Bố thí mà còn có tham, còn có sân, còn có si, không phải là ba la mật.
mà bố thí. Đó là bố thí, mình gieo cái nhân, mình mong có được cái quả lành. Cái quả lành đó trải qua thời gian, cái nhân, cái duyên nó hết thì mình vẫn bị sa đọa. Nên bố thí mà còn mong cầu, còn tham, còn sân, còn si thì không gọi là bố thí ba la mật. Và Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp, Ngài đã thực hành 10 pháp ba la mật này xuyên qua 547 cái câu chuyện. Trong tập chuyện tiền thân này chúng ta biết là Đức Phật đã hành 10 pháp ba la mật này như thế nào. Nó được xem như là những cái nguyên tắc sống đạo đức mẫu mực, không chỉ cho hàng xuất gia mà chung cho hàng tại gia cư sĩ. Và 10 pháp ba la mật này á, chúng ta biết là phân chia thành ba cái tầng bậc. 10 pháp ba la mật bậc hạ, rồi 10 pháp ba la mật bậc trung, rồi 10 pháp ba la mật bậc thượng. Và cộng chung có tất cả là 30 pháp ba la mật. Vì vậy ở bên Myanmar đó, nó có một ngôi chùa. Cái ngôi chùa này nó có tên là U Min Tôn Sệ. U Min ở Myanmar đó, cái từ U được đặt trước tên của một cái người nam, giống như tiếng Anh gọi là Mr. Tôn Sệ là 30. Chúng ta thấy là một cái dải dài, cái vòng cung này nó có những cái cửa, những cái lối vào nhỏ nhỏ nhỏ. Thì cái chùa này nó có tất cả là 30 cái cửa đi vào như vậy, tượng trưng cho 30 pháp ba la mật. Nên cái chùa này nó có tên là U Min Tôn Sệ. Bên trong cũng tôn thờ các cái Đức Phật ngồi kề nhau theo cái hình vòng cung. Cái vị trụ trì xây cái ngôi chùa để nhớ đến những cái pháp ba la mật mà Đức Phật đã hành trì, được chia thành 3 cấp bậc: 10 ba la mật bậc hạ, 10 ba la mật bậc trung và 10 ba la mật bậc thượng. Cái câu chuyện mà cuối cùng trong tập Chataka đó là tập câu chuyện tiền thân Vesantara. Cái chuyện cuối cùng trong 547 cái tích truyện Chataka đó là tiền thân Vesantara. Đây được xem là cái tích truyện phổ biến nhất ở các cái nước Đông Nam Á, đề cao về cái hạnh bố thí. Thì câu chuyện này nó rất là quen thuộc. Trong câu chuyện này đó kể về hoàng tử Vesantara. Cái vị hoàng tử này rất là hào phóng ở trong nước đó. Ai đến xin cái gì ngài cũng cho hết. Ai đến xin gì ngài cũng cho, ngài không có từ chối bất cứ một cái yêu cầu nào của người khác. Và trong nước đó có một cái con voi rất là quý. Người dân cho rằng chính nhờ cái con voi đó mà nước được hưng thịnh. Thì cái nước láng giềng nó biết chính nhờ cái con voi đó mà nước của nước ngài được hưng thịnh. Thì lúc đó tiền thân của ngài là hoàng tử Vesantara. Hoàng tử Vesantara thì cái nước láng giềng nó đến nó xin con voi, ngài cũng đem con voi ngài cho. Ngài cho cái nước láng giềng. Thì khi mà cho con voi rồi thì trong nước là có những cái điều không có may xảy ra. Thì người dân người ta mới kéo nhau đến cung, người ta yêu cầu nhà vua phải cứu cho dân. Thì nhà vua trong lúc đó rất là bực mình và khó xử, vì hoàng tử Vesantara đem con voi, cái vật quý, cái báu vật của quốc gia đem cho nước láng giềng mà người dân mới nổi loạn như vậy. Nên vua cha lúc đó đuổi hoàng tử Vesantara ra khỏi cung điện. Thì lúc đó ngài có một người vợ và 2 đứa con, rồi cả gia đình đi vào trong rừng, ở trong rừng. Rồi khi đó người ta đến, người ta xin vợ rồi sinh con, ngài đem ngài cho hết. Là cái câu chuyện này là cái câu chuyện rất là quen thuộc. Và đến sinh vợ, đến sinh con xin cho đi theo hầu người ta, ngài cũng cho con đi theo hầu người ta. Nhưng mà sau đó nhờ cái phước
với phước đức của Ngài, các cái vị chư thiên cũng hóa giải được cái nạn cho Ngài, và Ngài trở về lại hoàng cung. Nên đây là một cái câu chuyện rất là quen thuộc tại các cái nước Phật giáo Đông Nam Á đề cao về cái hạnh bố thí. Đây là những cái bài học đạo đức ảnh hưởng từ các cái tích truyện trong 547 câu chuyện tiền thân. Thứ hai là ảnh hưởng của Jataka trong văn hóa Đông Nam Á. Thì cái ảnh hưởng của Jataka trong văn hóa Đông Nam Á là ảnh hưởng về nghệ thuật này, về kiến trúc này, về đời sống xã hội. Về nghệ thuật á, ở Myanmar thường thì mỗi một chùa trong một năm á, nó có một cái lễ hội lớn. Hầu hết các cái chùa Myanmar đó, chùa nào cũng vậy, trong năm nó có một cái lễ hội lớn. Cái lễ hội kéo dài hoặc là 3 ngày hoặc là 7 ngày. Và trong 3 ngày, trong 7 ngày đó, ở tại cái chùa đó đó, mình đến, chúng ta thấy như là cái hội chợ vậy đó. Ở trước chùa, cách chùa khoảng một cây số đó, là người ta bày, người ta bán rất là nhiều đồ, đủ thứ mặt hàng hết. Rồi trong khuôn viên của chùa là có chư tăng thuyết giảng, rồi có các cái chương trình khác. Mà cái lễ hội kéo dài từ 3 đến 7 ngày. Và thường á, các cái lễ hội này á, là có cái chương trình là biểu diễn là múa rối. Và nội dung của các cái kịch rối này á, là lấy từ các cái tích truyện trong Jataka. Ở Myanmar là người ta hay dùng cái múa rối, cái con rối. Và nội dung của những cái câu chuyện này là được lấy từ Jataka. Nên ảnh hưởng của Jataka trong nghệ thuật ở Myanmar đó. Rồi theo Ngài Pháp Hiển đó, khi mà Ngài, một cái nhà chiêm bái Trung Quốc đó, khi mà Ngài đến Tích Lan vào thế kỷ thứ tư Tây Lịch đó, thì Ngài cho biết là các cái vở kịch đó được trình diễn là các cái câu chuyện trong chuyện tiền thân Jataka. Nên ảnh hưởng của Jataka trong cái nghệ thuật đối với các cái nước Đông Nam Á đó, là không chỉ ở Myanmar mà ở Tích Lan, ở Myanmar cho đến bây giờ cũng vậy đó. Các cái câu chuyện kịch rối này, các cái phim ảnh là lấy từ cái nội dung của các cái tích truyện trong Jataka. Rồi cố hòa thượng viện trưởng của chúng ta, tức là hòa thượng Minh Châu đó, là Ngài kể lại đó, khi Ngài còn đi sang Tích Lan học đó, thì nhân ngày Phật đản, người ta dựng các cái tấm phông lớn, và trên cái tấm phông đó người ta cũng kể về các cái câu chuyện Tanaka để cho người dân đi xem. Rồi các cái vở kịch cũng là lấy nội dung, cái kịch bản là lấy nội dung từ các cái câu chuyện trong Jataka. Đó là về nghệ thuật. Về kiến trúc, về tranh vẽ cũng các cái câu chuyện từ trong Jataka. Rồi về kiến trúc, các cái tích truyện trong Jataka không chỉ được dùng để viết các cái kịch bản, mà còn được dùng để tạo các cái ngôi chùa, các cái hoa văn trong cái kiến trúc chùa tháp. Như Ấn Độ là có tháp Phật Bahut thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, tháp Sanchi thế kỷ thứ 2, Bồ Đề Đạo Tràng thế kỷ thứ nhất, hay là khu phức hợp chùa Hang Ajanta vân vân, là họ vẽ lại những cái bức tranh nội dung của Jataka. Như đây là tháp Sanchi này, chúng ta thấy là những cái hoa văn này này, những cái hoa văn này nó nhỏ, nhưng mà là vẽ lại, đây là những cái hoa văn ở đây, là vẽ lại nội dung của các cái câu chuyện trong Jataka đó. Nên ảnh hưởng của Jataka trong kiến trúc này, những cái câu chuyện trong Jataka được đưa vào cái kiến trúc, không phải chỉ nghệ thuật trong kịch bản mà đưa vào trong kiến trúc, xây dựng chùa tháp.
Đây cái tháp San Chi, xung quanh đây nó có những cái hoa văn. Đây là cái hoa văn lúc nãy chúng ta xem ở đây đây. Cái tháp San Chi ở tại Ấn Độ. Rồi ở tại Trung Quốc cũng vậy, ở Tân Cương, ở Đôn Hòa, một số các cái chùa tháp người ta cũng làm những cái hoa văn dựa vào các cái tích truyện được nói đến trong trong truyện tiền thân. Ở Indonesia, các cái tích truyện Jataka được khắc trong chùa Borobudur. Rồi ở tại Myanmar cũng vậy, Myanmar có rất là nhiều chùa người ta khắc các cái truyện tiền thân, như chùa Sui Sigon này, chùa Ananda, chùa Gubauji ở tại thành phố cổ Bagan. Bagan là cố đô của Myanmar. Thì ở đây có rất là nhiều chùa mà đa phần là những cái chùa cổ. Rồi chúng ta thấy đây là chùa Sui Sigon. Sui Sigon là xung quanh đây, xung quanh những cái ô này đây là những cái câu chuyện tiền thân, có tất cả là 547 cái hoa văn, 547 cái bức phù điêu. Mỗi cái bức phù điêu kể lại một cái câu chuyện trong 547 cái chuyện tiền thân cái chùa Sui Sigon ở Bà Gan. Chùa Gubauji cũng ở Bà Gan. Ở bên trong cái ngôi chùa này, trên bức tường này, bức tường chúng ta thấy là những cái bức tranh sơn, là những bức tranh sơn. Ở Bà Gan, chùa tháp ở Bà Gan được xây dựng vào khoảng thế kỷ 11-12, sau đó đó là người Mông Cổ họ đánh chiếm và họ phá hết hầu hết các cái chùa ở Bà Gan. Ngày nay chỉ còn lại một số rất là ít. Thì cái ngôi chùa này là được xây từ thế kỷ 11-12 này, mà cái nước sơn đó, nước sơn mà theo cái người hướng dẫn viên mà người ta giải thích cho mình đó, là cái ngày xưa người ta dùng cái cây lá, hoa lá đó để người ta chế tạo làm cái màu sơn đó, mà người ta làm lên những cái bức tranh. Ngày nay cái màu vẫn còn sắc sảo lắm. Cái này là cái tranh vẽ mình chụp lại đó, mình không thấy rõ, chứ thực tế mình nhìn những cái màu sắc trên cái những cái bức tranh này nó cũng còn đẹp lắm, trải qua mấy trăm năm mà nó còn đẹp. Nó ảnh hưởng của tranh, những cái câu chuyện tiền thân trong kiến trúc, trong điêu khắc. Đây là chùa Xuê Nang Đo. Chùa Xuê Nang Đo là chùa gỗ cục ở tại thành phố Mandalay. Thành phố Mandalay là cái vương triều chế độ phong kiến cuối cùng của đất nước Myanmar, khi cái quân đội Anh vào đánh chiếm Myanmar và Myanmar trở thành cái thuộc địa của người Anh. Thì cái ngôi chùa này á, vốn dĩ nó ở trong cung điện Mandalay đó. Cái vị vua mà gần áp úp của các cái triều đại phong kiến Myanmar là vua Minh Đô. Thì khi lên ngôi, nhà vua rất là kính tin Tam Bảo. Nhà vua xây cung điện, thì trong cung điện có một cái tòa chánh điện. Cái tòa chánh điện để nhà vua mỗi ngày đến tụng kinh, ngồi thiền lại Phật. Thì khi mà vua Minh Đôn qua đời đó, người con trai là vua Thi Po lên ngôi. Thì mỗi khi mà nhìn cái tòa cung điện này lại nhớ đến vua cha. Vì vậy á, cái vị vua mới này mới dời cả cái tòa cung điện này ra phía ngoài khuôn viên của kinh thành Mandalay và cúng dường lại cho Chư Tăng. Vì vậy cái tòa cung điện là cái chánh điện ở trong cung điện, sau nó được dời ra phía ngoài làm cái chùa cúng dường cho Chư Tăng, nó thành một cái chùa, cái nơi ở của Chư Tăng. Chùa toàn bộ là làm bằng gỗ tét hay là gỗ giả tỵ, và bên ngoài là mạ vàng. Bên ngoài mạ vàng từ thế kỷ thứ 19, cái ngôi chùa này khoảng trên 200 năm rồi, nhưng mà ngày nay đến thành phố Mandalay người ta thấy nó vẫn còn tốt. Gỗ ở phía ngoài gì này, chịu mưa nắng nhưng nó vẫn còn tốt. Và trên những cái miếng gỗ đó người ta khắc những cái hoa văn kể lại những cái câu chuyện tiền thân mà chúng ta thấy. Là ngày xưa nó là gỗ, vì ở trong cung điện nó gỗ tết, thì bên ngoài nhà vua mạ vàng, trải qua bao năm tháng cái lớp vàng bên ngoài nó bị tróc hết rồi. Cái chùa này là ở tại thành phố Mandalay đó. Ở Campuchia thì các ngôi đền, các thờ, cái quần thể Angkor Wat. Thái Lan có chùa Sukhothaya, chùa Wat Yai, Intaram. Ở Lào thì có chùa Wat Mai, Suvarnabhumi Tantra.
thế kỷ thứ 18, chùa Sisaket thế kỷ thứ 19. Các cái chùa tháp, các cái nét hoa văn, các cái nét điêu khắc ảnh hưởng từ các cái câu chuyện tiền thân. Ảnh hưởng của Chanaka trong đời sống xã hội ở Tích Lan, Myanmar, Thái Lan thì trong các lễ hội Phật giáo, các cái câu chuyện Chanaka được các nhà sư dùng để làm đề tài thuyết pháp. Chanaka đã trở thành những cái câu chuyện kể nhân gian, những cái chuyện kể cổ tích. Các cái nghi lễ tại Thái Lan và Lào đều có cái phần là tụng Chanaka. Đó là cái ảnh hưởng của các cái chuyện Chanaka trong đời sống xã hội ở các cái nước Phật giáo, đặc biệt là các cái nước Phật giáo Nam truyền. Tóm lại, Chataka là những cái trích truyện Phật giáo kể lại chuyện tiền thân của Đức Phật, cũng như cuộc sống đời thường của những người dân thời Phật và những kiếp sống trong quá khứ của họ. Từ nội dung gần gũi, Chataka được thế tục hóa, bình dân hóa, dung hợp với nền văn hóa bản địa cũng như văn hóa của các quốc gia trong khu vực, để trở thành yếu tố quan trọng bồi đắp cho nền tảng đạo đức và lối sống nhân ái, hiền hòa của người dân tại mỗi quốc gia với các vùng miền khác nhau. Qua các cái câu chuyện tiền thân mà chúng ta thấy được cái giá trị, không chỉ là cái giá trị tâm linh đối với những người con Phật, mà ảnh hưởng đến nghệ thuật này, ảnh hưởng đến kiến trúc này, đến văn hóa này, đến đời sống đạo đức này. Và từ 2600 năm trước và cho đến mãi đến ngày nay, những cái câu chuyện tiền thân vẫn còn có giá trị, vẫn còn có cái sức ảnh hưởng đến cộng đồng Phật tử và cũng như không phải Phật tử. Vì sao? Vì nó dạy những cái triết lý nhân quả, mà cái nhân quả không phải là cái triết lý sống của riêng đạo Phật, mà nó là cái triết lý chung của mọi người. Tất cả các pháp vận hành theo nhân quả mà. Ai cũng mong muốn mình được an yên, ai cũng mong muốn mình có được hạnh phúc. Mà muốn được an yên, muốn được hạnh phúc thì tự nhiên mình phải ăn hiền, ở lành, mình phải tích tạo phước duyên thôi. Đây là cái quy luật chung, không phải chỉ có trong đạo Phật, mà tất cả mọi người nếu muốn có được đời sống bình an, hỷ lạc, an yên thì tự bản thân mình phải tạo những cái nhân thiện lành. Chính vì vậy mà nó có giá trị từ 2600 năm trước và cho đến ngày nay vẫn không bị mai một. Đó là cái phần mà tóm tắt về cái tập Chataka. Vì nó có đến 547 tích truyện, chúng ta không thể đi vào nội dung của từng tích truyện, chúng ta chỉ học những cái nét khái quát mà thôi. Lớp chúng ta chấm dứt buổi học hôm nay vào sáng ngày mai đó. Thì lớp chuẩn bị hôm nay chúng ta học đến tập thứ 10. Ngày mai lớp chuẩn bị cho tập 13 và tập 14, tập 11, tập 12 chúng ta sẽ học sao. Ngày mai chúng ta học vào lúc 7:30 sáng thứ 7, 12 tháng 11. Lớp đọc qua trước cái phần tập 13 là Thánh Nhân Ký Sự, 14 là Phật Sự. Chúng ta học hai cái tập này trước. Một Phật cảm ơn cả lớp, cảm ơn quý thầy, quý sư, quý sư cô đã dành thời gian tham dự lớp học và mời cả lớp hồi hướng. Di đà đô nha tỳ đà hôn tu sư khi ta hôn tu nha ta yo di đà đô nha tỳ đà hôn tu sư khi ta hôn tu nha ta yo di đà đô nha tỳ đà hôn tu sư khi ta hồn tù nha ta du sa đức sa đức sa đức. Dạ, cảm ơn cả lớp, chúc quý thầy, quý sư, quý sư cô và tất cả quý học viên một buổi tối an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính chào mô Phật. Mô Phật.